Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là hai con cá xin các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là con cá xin các bạn. Con này cao 1m2 bò các bạn. Chân móng sò hoàn thiện các bạn. Rúng nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Đây rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Cao 1m2 bò, 15 tháng tuổi các bạn, 15 tháng tuổi. Xe mặt nè. Xe mặt các bạn không? Xe mặt dính sái các bạn thấy không? Xe mặt xe lưng được nghiêm chỉnh. Cao 1m2 bò, chủ báo giá là 24 triệu các bạn. 24 triệu. Lưng hẳn băng. Cao 1m2 bò chủ báo giá 24 triệu, đuôi dài. Cao 1m2 bò, 15 tháng tuổi các bạn. 24 triệu, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Lưng thẳng băng, bạc cu hết các bạn. Giá 24 triệu, cao 1m2 bò. Trúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Quà đèn khui các bạn, đỏ ao nha, không lan giá các bạn. Đỏ ao không lan giá, 24 triệu. Anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Còn con tiếp theo nè các bạn. Chân móng hoàn thiện hết, có kiền khú nha. Cây đuôi hết thuốc các bạn, qua đèn khui à. Con này cao 1m13 bò các bạn. 1m13 bò, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Con này thì chủ báo giá là 22 triệu các bạn. Cao 1m13 bò, đỏ ao, chân móng hoàn thiện, chân có kiền khú các bạn, chân móng sò có kiền khú luôn. Cao 1m13 bò giá 22 triệu các bạn. Xe mặt nè. Xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh các bạn. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, giá 22 triệu. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn thấy không? Đòn dài hết biết luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện nè, chân kiền khú các bạn không? Chân kiền khú. Giá 22 triệu. Cây đuôi hết thuốc luôn các bạn. Cây đuôi lớn, bạc gu, lưng thẳng băng. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh, chân móng sò, có kiền khú. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp cái xin này, con cái xin với các bạn chủ báo giá là 22 triệu. Cao 1m13 bò, con còn lại cao 1m2 bò, 15 tháng tuổi, chủ báo giá là 24 triệu các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.